Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn. Sau đây sẽ là những tin chính có trong chương trình. Ngành ngân hàng tiếp tục duy trì trần lãi suất ngắn hạn ở mức 7% và điều chỉnh trần lãi suất huy động ngoại tệ hợp lý để nâng cao lợi thế của đồng Việt Nam. Khai mạc triển lãm quốc tế lần thứ 10 về phương tiện giao thông và công nghiệp phụ trợ Auto Expo 2013 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Giảng Võ Hà Nội. Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi đã được Quốc hội thông qua, mức thuế thu nhập doanh nghiệp giảm xuống 22%, khối doanh nghiệp vừa và nhỏ là 20%, luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Hội nghị quốc tế của Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc với nỗ lực tìm giải pháp làm hồi sinh tiến trình hòa bình Trung Đông. Theo thông báo mới nhất của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, trong năm 2012, số người tị nạn trên toàn cầu vượt quá con số 45 triệu người. Đã phát hiện ra kim loại phóng xạ Strontium-90 và Tritium nồng độ cao trong nguồn nước ngầm tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, sáng 19 tháng 6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Bắc Kinh mở đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc, ghi nhanh của phóng viên chuyên trách Thông tấn xã Việt Nam đi theo đoàn. Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với Đảng và Nhà nước Trung Quốc, duy trì đà phát triển quan hệ hai nước, nhất là các chuyến thăm tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao với trọng tâm là tăng cường sự tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đưa quan hệ hai bên lên bước phát triển thực chất theo khuôn khổ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là về hợp tác kinh tế thương mại. Lễ đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể theo nghi lễ cấp nhà nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đã đón đoàn và đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm. Kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1991 đến nay, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt-Trung đã phát triển nhanh chóng, sâu rộng trên các lĩnh vực, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Đến nay, hai nước đã ký nhiều hiệp định cấp chính phủ và các văn kiện hợp tác, đặt cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước. Về quan hệ chính trị, thời gian qua, lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước và các địa phương hai bên đã tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp. Về quan hệ kinh tế thương mại, hiện Trung Quốc là bạn hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam với tổng kim ngạch thương mại đạt hơn 41 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch song phương 4 tháng đầu năm 2013 đạt 14 tỷ đô la Mỹ. Trên lĩnh vực hợp tác giáo dục văn hóa, hiện có 13.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tại các trường đại học của Trung Quốc với những ngành nghề đa dạng và có khoảng 3.500 học sinh Trung Quốc đang du học tại Việt Nam. Cùng với việc xem Trung Quốc là thị trường du lịch lớn, năm 2012, Việt Nam cũng đã đón 1,4 triệu lượt khách Trung Quốc sang tham quan. Ngay sau lễ đón, lãnh đạo hai nước đã tiến hành hội đàm. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả hợp tác đạt được của hai nước trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo hai nước cùng đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi về các lĩnh vực hai nước cùng quan tâm, đặc biệt là hợp tác kinh tế thương mại. Đồng thời, hai bên cũng cho ý kiến về những nội dung văn kiện hợp tác sẽ ký kết nhằm đặt cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước. Thông tin chi tiết về hội đàm sẽ được cập nhật trong các bản tin tiếp theo của Truyền hình Thông tấn. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Chuyển sang những thông tin quan trọng khác, thưa quý vị, vào chiều ngày 19 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp các đại sứ trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2013-2016. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng các đại sứ trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2013-2016. Đây là một vinh dự, song trách nhiệm đặt ra là hết sức nặng nề trước đất nước và nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, để thực hiện được trọng trách của mình, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải nắm rõ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực, nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện nhiệm vụ, nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, trước hết là coi trọng ngoại giao chính trị, tăng cường, làm sâu sắc hơn tình cảm hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới. Qua đó tạo nền tảng để thúc đẩy ngoại giao kinh tế, coi ngoại giao kinh tế là trung tâm, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới trong các lĩnh vực hợp tác khác. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải làm tốt công tác thông tin đối ngoại, góp phần làm vô hiệu hóa các âm mưu, thủ đoạn, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đồng thời góp phần làm cho các nước hiểu rõ, ủng hộ lập trường của Việt Nam về chủ trương bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, cũng như trong xử lý các vấn đề khu vực có liên quan.
Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng 19 tháng 6, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm chúc mừng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Tạp chí Cộng sản và Đài Tiếng nói Việt Nam. Đến thăm Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cái nôi đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí và truyền thông đại chúng của Đảng và Nhà nước, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những thành tích mà đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện đóng góp xây dựng nền báo chí cách mạng nước nhà. Đồng chí đề nghị Học viện cần bám sát yêu cầu của đất nước, chú trọng đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện trở thành một trung tâm đào tạo có uy tín hàng đầu quốc gia trong đào tạo cán bộ lý luận chính trị, báo chí, truyền thông cùng nhiều chuyên ngành khoa học và xã hội nhân văn khác. Tại các cơ quan báo chí đến thăm, nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Đinh Thế Huynh đã chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền có hiệu quả, triển khai thực hiện đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, cần mở rộng thông tin tuyên truyền đối ngoại để bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài hiểu hơn về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13, ngày 19 tháng 6, các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về dự án luật việc làm và biểu quyết thông qua 4 dự án luật, gồm luật giáo dục quốc phòng an ninh, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật phòng chống thiên tai. Thảo luận về dự án luật việc làm, đa số các đại biểu thống nhất cơ bản về sự cần thiết ban hành luật nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, tạo môi trường và điều kiện để mọi người lao động có việc làm và thu nhập tốt hơn. Về đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, nhiều đại biểu tán thành với tờ trình của Chính phủ quy định nội dung này trong luật việc làm vì đây là hoạt động hỗ trợ cho người lao động thuộc phạm vi thị trường lao động, khác với việc đánh giá cấp chứng chỉ sơ cấp nghề bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng nghề cho người học nghề trong các cơ sở đào tạo. Tôi tán thành với tờ trình của Chính phủ về việc chuyển vấn đề đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia từ luật dạy nghề và chuyển vấn đề bảo hiểm thất nghiệp từ luật bảo hiểm xã hội sang dự án luật việc làm. Tuy nhiên, dự thảo luật cần quy định cụ thể về quy trình thủ tục đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề. Ban soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát, chỉnh lý dự án luật theo cái hướng bổ sung quy định để có thể áp dụng những cái tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc tế đã được công nhận ở Việt Nam. Đối với quy định về bảo hiểm thất nghiệp, một số đại biểu băn khoăn với việc mở rộng phạm vi áp dụng đối với nhóm lao động không có quan hệ lao động. Hiện nay, đối với gần 66% lao động không có quan hệ lao động, thì các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chưa có đủ nhân lực và công cụ để quản lý và kiểm soát được về mặt thu nhập và việc làm, mà mới chỉ kiểm soát được về mặt cư trú. Nên việc thiết kế chính sách bảo hiểm thất nghiệp với nhóm đối tượng này là điều khó khả thi. Vì vậy, đề nghị trong dự thảo luật, chỉ nên mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp như đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là phù hợp. Đối với người lao động không có quan hệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện không nên quy định trong luật mà giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, thí điểm thực hiện khi có đủ điều kiện mới đưa vào quy định trong luật này. Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe báo cáo tiếp thu giải trình và biểu quyết thông qua luật giáo dục quốc phòng an ninh, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật phòng chống thiên tai. Trong đó, luật giáo dục quốc phòng an ninh được Quốc hội thông qua với sự tán thành của 90,36% đại biểu có mặt. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng được Quốc hội thông qua với 91,37% số đại biểu có mặt tán thành. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp được thông qua với 91,57% đại biểu có mặt tán thành. Luật phòng chống thiên tai được thông qua với 91,97% đại biểu có mặt tán thành. Các dự án luật được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Trong những ngày vừa qua, giá vàng trong nước liên tục giảm, tuy nhiên nhu cầu vàng trên thị trường không hề có biến động, thậm chí trên thị trường bắt đầu có xu hướng người dân bán vàng ra nhiều hơn lượng người mua vào, ghi nhận của phóng viên Truyền hình Thông tấn trong ngày 19 tháng 6.
Cuối giờ chiều ngày 19 tháng 6, giá vàng niêm yết ở mức 39,83 triệu đồng một lượng mua vào và 39,93 triệu đồng một lượng bán ra. So với một tuần trước, giá vàng trong nước đã giảm giá gần 1 triệu đồng một lượng. Kính thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua thì giá vàng đã liên tục giảm. Tuy nhiên, các chủ cửa hàng kinh doanh vàng cho biết sức cầu trên thị trường không hề lớn. Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng đây là điều hiển nhiên khi mà cung cầu trên thị trường đã về gần điểm cân bằng. Phố Trần Nhân Tông, nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh vàng của Hà Nội, không hề đông đúc như những đợt giá vàng giảm trước đây. Khách hàng giao dịch có cả người mua và người bán. Hôm nay giá vàng rất là thấp, chị có quan tâm đến giá không ạ mà lại đi bán vàng hôm nay ạ? Không, tớ không quan tâm đâu, tớ vì có việc thì tớ bán thôi. Hôm nay tình cờ chỉ đưa vàng và chúng chẳng quan tâm đến giá vàng. Luôn theo dõi sát diễn biến của thị trường vàng, chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu cho rằng khi dân chúng không còn mặn mà với giá giao dịch vàng nữa là một điều đáng mừng. Vàng tích trữ sẽ giảm khi kinh tế vĩ mô ổn định. Trong thời gian vừa qua, Ngân hàng Trung ương đã bơm ra hơn 30 tấn vàng. Thì đây cũng là một cái lượng vàng rất lớn và nó đáp ứng những cái nhu cầu, phần nào nhu cầu của dân chúng. Và đến một cái mức nào đó thì khi mà người dân không còn ở trong cái cơn khát vàng nữa và các ngân hàng không còn ở trong cái cơn khát vàng để mà đóng trạng thái vàng thì dĩ nhiên là những cái giao dịch nó sẽ chậm đi và cái mức cầu nó không cao như trước. Thì tôi nghĩ là đây là một cái hiện tượng bình thường mà nếu mà nó xảy ra như thế thì có vẻ đó là điều đáng mừng. Theo các chuyên gia, cơn chấn động về giá vàng đã diễn ra với mức giảm sâu về 1.350 đô la Mỹ một ounce vào ngày 16 tháng 4 với mức thấp kỷ lục trong vòng 2 năm trở lại đây. Điều này dự báo sẽ có các đợt giảm sâu của giá vàng trong năm 2013. Như vậy, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới là hoàn toàn có cơ sở. Sáng 19 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình và đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước đã có buổi làm việc với lãnh đạo của Ngân hàng phía Nam nhằm triển khai nhiệm vụ của ngành ngân hàng 6 tháng cuối năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm 2013, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, các ngân hàng đã thực hiện tốt công tác phòng chống đô la hóa, quản lý được thị trường vàng. Việc thực hiện tái cơ cấu hệ thống ngân hàng cũng đạt được những kết quả quan trọng bước đầu. 6 tháng cuối năm, ngành ngân hàng tiếp tục kiềm chế lạm phát để ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục duy trì trần lãi suất ngắn hạn ở mức 7%, điều chỉnh trần lãi suất huy động ngoại tệ hợp lý để nâng cao lợi thế của đồng Việt Nam, khuyến khích lãi suất cho vay giảm. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại nhanh chóng tất toán trạng thái vàng trước ngày 30 tháng 6, trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro, xử lý nợ xấu, bám sát những khó khăn của doanh nghiệp để tháo gỡ nhưng không hạ chuẩn tín dụng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng thực hiện giải ngân gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ cho bất động sản.